Alo, dạ em chào anh, em gọi đây để giới thiệu đất này Bảo Lộc quá. Năm chị 1m2 anh, thổ cư sổ riêng bình nền hết là bình quan tâm thêm anh nha. Alo anh ơi, anh có nghe em nói gì không anh? Dạ alo, chị Thơm nghe máy đó không ạ? Đúng rồi em. Dạ em chào chị Thơm ạ. Dạ em chào chị, em gọi đến cho mình là từ bên văn phòng chi cục văn thư lưu trữ chị Thơm. Thì đây chị cho em hỏi là cái địa chỉ của mình là một mất. Thì bên em có chuyển phát về cho mình một cái văn thư tại địa chỉ này. Nhưng mà lý do vì sao mà chị Thơm mình chưa nhận được rồi chị? Cái thơ đó là ai gửi vậy em? Dạ ở đây là cơ quan đơn vị gửi về cho chị, là từ tòa án nhân dân tất cả thành phố Hà Nội gửi về cho mình đó chị Thơm. À vậy hả? Đến cho chị đó hai lần nhưng ở đây là chị chưa nhận được cái văn thư này ạ. Đúng rồi, đâu có ai đưa cho chị đâu mà chị nhận. Thì ở đây là bên em chuyển phát về cho mình tại địa phương á, là bên cơ quan địa phương không ai thông báo cho mình đúng không chị? Ừ, không ai đưa cả. Bây giờ là cái văn thư là của mình nó quá hạn, nó hoàn trả cho bên văn phòng bên em là 1489 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7. Thì trong ngày hôm nay là chị Phương Hiện Hơn có thể ra nhận lại được không chị? À không em, ai gửi gì thì cứ mang đến tận nhà cho chị nha. Chị đâu có quẩn mà phải đi săn lùng cái gì mà chị không biết. Chị ơi, bây giờ ở đây nếu mà chị không nhận cái văn thư này á, em hoàn trả cho bên tòa. Rồi sau này có mọi thắc mắc gì là bên em sẽ không chịu trách nhiệm với chị. Ờ, đâu có sao. Chính xác thông tin với chị thì bên em mới gọi thông báo cho mình đó. Dạ. Không có sao cả, tại vì chị ở nhà suốt ngày à, còn ai gửi gì thì đến cửa đưa, còn không gửi thì thôi, chứ chị đâu có làm gì đâu mà tự nhiên phải đi săn lùng nhận cái mà chị không biết là cái gì. Chị ơi, nãy giờ em nói chị không hiểu mà em nói gửi cho chị không nhận được. Thì đó, bây giờ không nhận được là do bên em, chị không nhận được là do bên em sai, tại vì chị ở nhà suốt ngày, chị không có đi đâu hết á. Đâu có lý do nào mà chị không nhận được. Thì mình sẽ ghi nhận lại. Bây giờ ở đây nếu mà chị Thơm nói như vậy thì mình sẽ ghi nhận lại. Ông sẽ báo cáo là cũng chơi và làm việc với bên phía bên cơ quan địa phương của mình. Ừ, không sao cả, chị nó có làm gì sai cả. Ừ, đó giờ chị vẫn ở nhà mỗi ngày sáng dậy xuống tới tối rồi. Cả nhân chứng nhung rồi không có đi ra khỏi nhà. Ai muốn gửi gì cho chị thì đến tận cửa đi. Bây giờ sao là em thấy ngân hàng ACB đang khởi kiện mình lên tòa án với chị. Bây giờ nếu mà chị nó không liên quan thì bên em hoàn trả cái thư này về bên tòa án nha. Ờ, không sao, ACB là ngân hàng mà chị là khách VIP của nó. Nên có cái gì nó sẽ liên hệ trực tiếp với chị mà. Nếu mà chị nói như vậy đem hàng trả thôi là tòa án chị. Và một cái điều này nè, chị nói cho em nghe nè, chị là người mang tiền cho ACB chứ chị không có mắc nợ với ACB cả em nhé. Cái chiêu này xưa lắm rồi em ơi. Chị ơi. Cái chiêu này xưa lắm rồi. Ừ.